Dạ, Long Mỹ TV xin mến chào ông bà, các anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà, cô bác, anh chị em ngày mới tốt lành, thân tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà, bác ơi, chị em ơi, nay Long trở lại ngôi nhà nè, ông bà thấy quen thuộc không? Sẽ có Long đâu đã. Thì hai vợ chồng Long đã giúp bà cô ở cạnh nhà này, có kể có là ma rất là nhiều. Đó. Thì Long cũng đã trao phần quà cho cô rồi. Bây giờ Lâm sẽ chia sẻ cho bà con bác xem. Hôm nay mình sẽ vào đây coi quay kỹ lại coi. Thấy nghe cái dòng nó ở đây không? Rồi Lâm sẽ đặt cái máy, đặt cái bằng thức cúng cho cái dòng ra nó ha. Rồi mời bác theo dõi nha. Trời, không thấy thì mình làm gì đó, nó lại hấp dẫn. Không thấy gì cả. Hồi trước quay không thấy. Chắc Lâm rồi đặt đó, thích cái đó.
Giờ làm trước khi đi Lâm xịt mũi cái nha mọi người. Rồi Lâm cũng xịt thuốc rồi. Lâm sẽ tìm cái chỗ nào đó mình đặt nha. Ở đây nó có rồi. Để Lâm lấy cái này lại Lâm. Nó nặng như. Để này nè. Cúng nha mọi người. Không có thấy gì không? Này Lâm có trái cây đi sáng ngày cơm chưa có, đi sớm mới bán cơm là chưa bán. Lâm được ít trái cây. Ít trái cây với mua được miếng đậu hũ không nào á. Cơm mình không có bán nha, làm đi đường rồi đâu có nấu cơm được đem theo đâu. Có miếng đậu hũ nè. Nó gói kỹ. Hai miếng đậu hũ rất là ngon nha. Bỏ ra cái này. Có ở táo. Cây cầm nhà gì thôi. Thì một cái cô mà ở chợ nhà đó khó khăn Lâm giúp đó. Có nói là nơi đây tối mà nó nhát không, mà đặc biệt có một cô gái quen một cái chàng trai là giám đốc gì đó, cô này cũng nghèo khổ giống bán vé số gì đó, thì cô ta rất là thương cô này, cô ta đẹp lắm, rất là thương cái anh chàng giám đốc này, tại vì ảnh cũng giàu có nó có thể lo được cho người phụ nữ đó mà bác. Thì nhưng mà anh chàng này chỉ sống qua lo với cô này thôi, ăn ở có bầu 5 tháng rồi, thì cô ta lại cái anh chàng này lại phụ bạc, không có nhận là con của mình rồi bỏ cô ta luôn. Cho nên là cô ta ăn ủi cô ta buồn số phận và cô ta tự tử chết tại nơi đây luôn nha bác ha, chết luộc hai mẹ con luôn nha, rất là tội, hay đáng thương quá. Thì giờ Lâm sẽ đặt các bạn cái thứ cúng thôi, cái dòng hồn cô ta có ở nơi đây không, hay là vẫn ở cô ta, cái dòng hồn cô ta, người nhà người thân cô ta đem về nhà, là cái dòng hồn của cô ta đem về nhà luôn, thì được nhà cúng thờ rồi ăn uống ở nhà, hay cô ta còn chết ấm ức, mà chết đâu thì dòng hồn còn đó. Đó Lâm thì đoán như vậy thôi, nhưng mà cô ta biết cô ta có cái hồn cô ta đi theo cái linh hương thờ ở nhà để người nhà cúng kiến ăn uống không, đó thì Lâm chưa xác định rõ. Bây giờ mình sẽ cúng ở trước mắt mình biết được. Thì đâu biết nhà của ta ở đâu mà mình đâu dám vô nhà người ta của ta mà bác. Mình chỉ biết chết ở đây thì mình cúng ở đây cho họ ra dùng. Đó, nếu mình thấy rồi Lâm sẽ cố gắng cho họ được ấm no. Nhưng mà bác ha. Rồi, Lâm cúng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phụ Huyền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô các hương linh gia chủ thổ thần thổ địa các chư vị thần ở đây, đặc biệt cả cái trong linh, đặc biệt hơn nữa là cô gái chết thì có người con 5 tháng này, hãy đi dùng bánh trái đi giúp cô được ấm no nghe. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dùng đậu hũ nè, rồi có bánh nè cô ơi. Đó, hôm nay tôi thiếu cơm thì cô dùng cái này cho được ấm no, cho để nuôi cái dông nhi nha nghe cô. Rồi bây giờ Lâm sẽ tạm thời lùi ra nha, để máy này có tí gì đó. Thank you.
mẹ con của ta có ra dùng cho ông bà ông bác. Thì Đức mong là mẹ con của cô này được về nhà và được gia đình thờ cúng và được ấm no và mau được đầu thai chứng kiến thành người như bà bác ha. Cái chết là hai mọi người. Lâm nghĩ nếu mà cô tự hủy hoại thân mình chết thì có nghĩa là mình tự sự, tự sát mà tự hủy hoại thân mình này, trong kính kinh Đạo Phật thì nó là cái này gọi là tự hủy hoại thân mình. Thì do ngài Địa Tạng như Bồ Tát là cái tội này là cái, cũng là một cái tội rất là nặng nha. Để tự hủy hoại thân mình là thứ nhất, thứ hai nữa là hủy hoại một đứa con trong bụng mình nữa, là một người mẹ là tự sát chết mà không suy nghĩ về con của mình nữa. Cái này rất là khổ nha, tội rất là nặng nha. Thì mình cũng quan nghĩ rất mong là cô ta sẽ được mau được đầu thai siêu thoát, đầu thai sẽ kiếp thành một người mới, nhưng mà không chỉ trở thành một linh hồn chứ khổ đó. Hy vọng thì clip này nếu mà có thấy được cô ta, cái mạng của cô ta dùng Lâm sẽ cố gắng sắp xếp một thời gian Lâm sẽ trở lại đây và sẽ giúp cô ta nhân vào bác hát. Còn nếu như mà clip này mà không thấy gì á thì chắc có lẽ là mẹ con cô này cổ được người nhà cũng thờ được tắm non và đang ở trong cái ngôi nhà của mình, thì chờ ngày đủ phúc đủ đức thì mẹ con lại được siêu thoát những hình người thôi. Hy vọng là như vậy nha mọi người ha. Rồi chắc có lẽ video của Lâm cũng sẽ kết thúc tới đây. Lâm rất mong quý bà bác hãy ủng hộ kênh. Dạo này Lâm cũng nói thêm cho bà bác thì cái tình hình sức khỏe của Lâm nó còn yếu, bệnh đau hoài, không thể nào biết dòng được, chỉ đi khám phá nhà quan thì cũng không thấy dòng được, không làm thật được mà bác ấy chỉ biết dòng và hay là cúng kiến cho dòng ăn thôi. Thế Lâm mà dưỡng thương khỏe rồi một thời gian dài thì Lâm có khỏe không, Lâm sẽ trở lại và để giúp đỡ những dương hồn hay không với họ, những chị giúp cho họ nhân văn ấy. Giờ thì hôm nào Lâm hãy ủng hộ kênh Lâm, Lâm xin cảm ơn rất là nhiều. Cái này là tục tiêu khó khăn lắm, giờ đi xa nó từ An Giang lên Trà Vinh này mấy trăm cây số, rồi đi Cà Mau đủ đủ thứ, nói chung là đi khắp nơi để khám phá tâm linh cũng giúp mình hồi 18 non. Cũng mong là bác ủng hộ kênh cho Lâm một like, một đăng ký để có động lực Lâm có cái like, có lượt xem để có chi phí, có kinh phí trong cái ngày để Lâm nuôi ba cái già bệnh cũng như nuôi thân mình, nuôi vợ nữa nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều, chúc tất cả mọi bác ngày mới tốt lành, anh tâm an lạc, nhiều may mắn cuộc sống và nhiều hạnh phúc, làm đâu thì được đó, đã phát tài phát lộc nha mọi người.